Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Polkadot đã đạt mức đỉnh cao nhất là $55 vào ngày 4 tháng 11. Kể từ đó đến nay, giá đã giảm 15% và hiện tại được giao dịch ở mức $46. Tuy nhiên, Polkadot vẫn giữ vững vị trí đồng coin có vốn hóa lớn thứ 8 trên thị trường, với vốn hóa là $46.2 tỷ, vượt khá xa so với đồng coin đứng kế tiếp là Dogecoin. Đà tăng trưởng của Polkadot đã chững lại do sức nóng của các cuộc đấu giá parachain đang giảm dần. Dot là một trong những altcoin hoạt động tốt nhất trong tháng 10 và đầu tháng 11, khi cộng đồng dành nhiều sự chú ý vào các hoạt động parachain. Tuy nhiên, sự quan tâm về Dot trên các mạng xã hội đã tăng trở lại. Đây là lý do các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào đà tăng trưởng của Dot sẽ trở lại. Sự quan tâm từ phía các tổ chức cũng có thể là chìa khóa cho hành động giá trong ngắn hạn của Dot. Bất chấp giá điều chỉnh 15% kể từ mức đỉnh cao nhất, sự quan tâm của các tổ chức đối với Polkadot vẫn đang được duy trì mạnh mẽ. Quỹ Polkadot ETF ở châu Âu thậm chí còn vượt trội so với Bitcoin, Ethereum và được cộng đồng tài chính truyền thống chấp nhận. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về sự quan tâm từ những nhà đầu tư tổ chức đối với Polkadot. Một yếu tố nữa sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng cho Polkadot. Hành động giá của Dot thường theo sát biến động của Bitcoin trong quá khứ. Vì vậy, nếu Bitcoin tiếp tục tăng giá, chắc chắn điều đó sẽ thúc đẩy Polkadot lập đỉnh mới. Moon River vượt qua 8 triệu giao dịch khi bắt đầu tiến hành đấu giá Polkadot parachain. Moon River là một parachain tương thích với Ethereum, chạy trên mạng Kusama, đồng thời là một mạng thử nghiệm Canary cho giao thức Moonbeam, đã đạt được cột mốc quan trọng là 8 triệu giao dịch, trở thành parachain hàng đầu trên Kusama. Moon River là một trong nhiều parachain thành công trên Kusama, với hơn 60 tích hợp trực tiếp, hơn 173.000 ví và hơn 2.000 token ERC20 được hỗ trợ. Kusama có thể coi là một mạng lưới anh em của Polkadot, đã tăng 15% lên mức đỉnh mới sau dự đoán cho các cuộc đấu giá parachain, cho phép các nhà phát triển đăng ký parachain của họ và tìm kiếm nguồn vốn vay từ cộng đồng. Moon River là một mạng thử nghiệm Canary của Moonbeam. Nó là một phiên bản nhỏ của mã Moonbeam ban đầu được sử dụng để thử nghiệm và thực hiện các tính năng mới cho những người dùng trải nghiệm. Moonbeam đứng ở vị trí thứ 2 trong cuộc đấu giá parachain đầu tiên của Polkadot và đã huy động được hơn $1 tỷ thông qua cộng đồng. Một bài viết trên FX Street, một trang web chuyên về phân tích kỹ thuật, cho rằng Polkadot có thể đạt mức $70 trong thời gian tới. Giá Polkadot đã tăng 33% trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11 để thiết lập mức đỉnh cao nhất là $55.22. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã chững lại khi những nhà đầu tư thực hiện hành động chốt lời. Kể từ đó, Polkadot đã giao dịch trong một phạm vi hẹp kể từ ngày 11 tháng 11 là $39.63 đến $45.79. Nếu đến ngày đóng cửa trên $45.79, sẽ xác nhận sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Nếu mức cao hơn trên $55.88, sẽ củng cố động thái tăng giá mạnh mẽ hơn nữa. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể mong đợi giá Polkadot sẽ tăng lên $71.43, trùng với mức mở rộng Fibonacci 161.8%, mức cao nhất mọi thời đại của Dot, cũng có thể tiến đến mức $100, trùng với mức mở rộng Fibonacci 261.8%. Tuy nhiên, nếu giá Polkadot phá vỡ mức hỗ trợ $39.63 đến $45.79, giá có thể sẽ thấp hơn và giảm xuống $33.42. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.